Tình bạn tan vỡ giữa Jack Ma và Masayoshi Son. Mối quan hệ bạn bè và đối tác kinh doanh của hai vị tỷ phú Jack Ma, cựu chủ tịch Alibaba, và Masayoshi Son, ông chủ SoftBank, đã tồn tại hơn 2 thập kỷ. Cả hai sở hữu tập đoàn riêng, từng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh của đối phương và giữ chức vụ quan trọng trong hội đồng cấp cao của nhau. Tuy nhiên, những năm gần đây, cả hai có dấu hiệu cạch mặt khi liên tục rút lui khỏi công ty đối phương. Thậm chí ông Masayoshi Son còn có động thái thoái sạch vốn khỏi Alibaba, nơi từng mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho SoftBank. Vì đâu mà mối quan hệ giữa hai vị tỷ phú ngày càng xấu đi? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Mối lương duyên giữa Jack Ma và Masayoshi Son. Trong một clip được cho là quay vào ngày 21 tháng 2 năm 1999, Jack Ma đã mời 17 người bạn đến căn hộ nhỏ của mình và sai sư thuyết phục họ rằng Alibaba sẽ là thành công để đời nếu họ làm việc đủ chăm chỉ và nỗ lực. Chúng ta sẽ cạnh tranh với thung lũng Silicon, Jack Ma quả quyết. Khí chất của Jack Ma khi đó đã bất ngờ thuyết phục được Masayoshi Son. Chủ tịch SoftBank đã đưa ra một quyết định mà đến nay được xem là giai thoại trong giới đầu tư mạo hiểm, rót 20 triệu đô vào một Alibaba non trẻ. Với khoản đầu tư đó, Jack Ma ưu ái gọi Son Masayoshi là nhà đầu tư táo bạo nhất trên thế giới. Thậm chí Son đã đề nghị đầu tư 50 triệu đô vào Alibaba nhưng bị từ chối vì Jack Ma nghĩ con số đó quá nhiều. Cuối cùng, ông chủ SoftBank chỉ được đầu tư 20 triệu đô đổi lấy 32% cổ phần của startup công nghệ Alibaba. Cậu ấy, Jack Ma, chẳng có kế hoạch kinh doanh nào cả. Doanh thu là số không tròn trĩnh, nhân viên thì chỉ từ 35 đến 40 người. Nhưng cậu ấy có đôi mắt rất mạnh mẽ, một đôi mắt sáng. Cách cậu ấy nói chuyện, nhìn nhận sự việc, cho thấy chàng trai này có sức hút và thực sự là một nhà lãnh đạo. Masayoshi Son nhớ lại trong buổi phỏng vấn với Bloomberg TV. Cậu ấy có khả năng thuyết phục những người trẻ đi theo mình, dù mô hình kinh doanh đó có sai lầm đi chăng nữa, Son nói thêm. Ván cược của Son đã rất thành công khi từng giúp ông thu về khoản lợi nhuận 20 triệu đô sau khi Alibaba chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, vào năm 2014. Kể cả khi SoftBank có chịu thiệt hại nặng nề vì WeWork, họ vẫn có thể gọi thêm vốn nhờ lượng cổ phần nắm giữ tại Alibaba. Nhưng đó là khi Jack Ma chưa vạ miệng. Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, Jack Ma có tuyên bố sốc chỉ trích hệ thống ngân hàng Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh tài chính Thượng Hải lần thứ hai. Trong bài phát biểu, ông chủ Alibaba ví Hiệp định Ngân hàng Toàn cầu Basel là câu lạc bộ của những người già. Jack Ma cũng khẳng định rằng rào cản lớn nhất Trung Quốc đang đối mặt không phải rủi ro hệ thống mà là thiếu hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh. Các ngân hàng Trung Quốc theo đó bị Jack Ma ví như tiệm cầm đồ, trong khi nỗ lực đổi mới của giới chức đại lục chẳng khác gì dùng cách quản lý ga tàu để vận hành sân bay. Nếu vay 100.000 nhân dân tệ từ ngân hàng, bạn là người lo lắng. Nếu bạn vay 1 triệu nhân dân tệ, cả bạn và ngân hàng đều lo. Nhưng nếu bạn vay 1 tỷ nhân dân tệ, bạn không có gì phải sợ. Ngân hàng mới là người lo thay bạn, Jack Ma ví von. Với phát ngôn không kiên nể, thì ngay lập tức Jack Ma đã bị triệu tập đến một cuộc họp kín với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Doanh nghiệp tín dụng tiêu dùng của ông ngay lập tức đối mặt với nhiều quy tắc dự thảo về hoạt động tín dụng, cũng như yêu cầu vốn vay chặt chẽ. Thương vụ IPO ở cả Thượng Hải và Hồng Kông Trung Quốc của Ant Group sau đó cũng phải đổ bể trong tiếc nuối. Và không lâu sau đó, Jack Ma đã phải đi ở ẩn. Từ đó các khoản đầu tư vào Alibaba của SoftBank liên tục sụt giảm lợi nhuận. Mối quan hệ dần rạn nứt. Tình bạn nổi tiếng giữa Masayoshi Son và Jack Ma khiến cộng đồng ngưỡng mộ đã kéo dài hơn 2 thập kỷ. Tuy nhiên, mối lương duyên giữa hai bên đã nhiều lần trắc trở bởi những khó khăn trong hoạt động kinh doanh và đầu tư. Nắm giữ 32% cổ phần Alibaba từ lúc ban đầu, SoftBank đã nhiều lần bán bớt cổ phần để gây quỹ cho các khoản lỗ trong hoạt động. Đến năm 2020, SoftBank chỉ còn sở hữu 25,5% cổ phần Alibaba. Tháng 3 năm 2020, SoftBank thông báo bán thêm 14 triệu cổ phiếu Alibaba trong kế hoạch huy động 41 triệu đô để cân bằng ngân sách. Trước đó, tập đoàn Nhật Bản cũng đã từng bán hơn 11 triệu đô cổ phần của đại gia thương mại điện tử Trung Quốc. Đến tháng 5 năm 2020, Jack Ma bất ngờ rời khỏi vị trí quản lý trong hội đồng quản trị SoftBank sau 13 năm gắn bó làm xôn xao thị trường. Jack Ma ra đi trong thời điểm vô cùng nhạy cảm, được cho là vì phát ngôn đụng chạm trước đó. Thời điểm bấy giờ, giới quan sát nhận định, Jack Ma khó có thể cảm thấy thoải mái khi tập đoàn Nhật Bản liên tục bán cổ phiếu Alibaba, đứa con cưng của ông. Khi Jack Ma rời SoftBank, ông Son Masayoshi đã từng khẳng định mối quan hệ giữa hai bên vẫn như cũ. Ông Son từng khẳng định, Ma nói với tôi rời khỏi vị trí quản trị SoftBank là lựa chọn của riêng ông ấy. Điều này thật đáng buồn nhưng chúng tôi vẫn sẽ giữ quan hệ với nhau. Chúng tôi đã có thời gian ăn tối, bàn luận về các vấn đề thương nghiệp
và sẽ luôn giữ mối quan hệ bạn bè tới cuối đời. Thế nhưng không lâu sau đó, Masayoshi Son cho biết ông cũng đã rời khỏi hội đồng quản trị của Alibaba vào ngày 25 tháng 6 2020. Masayoshi Son nói rằng việc rời đi của ông không nên được hiểu là dấu hiệu cho thấy có bất kỳ sự bất đồng ý kiến nào cả. Mặc dù nhà sáng lập Alibaba là Jack Ma cũng đã rời hội đồng quản trị của SoftBank không lâu trước đây. Masayoshi Son nói, tình huống này không giống như chúng tôi có một trận chiến, nó diễn ra hoàn toàn thân thiện. Dù việc hai nhà sáng lập rời khỏi hội đồng quản trị của công ty còn lại không có tác động ngay lập tức đến hai công ty, nhưng các chuyên gia phân tích nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự chấm dứt của một kỷ nguyên, tệ hơn là chấm dứt mối quan hệ tình bạn giữa hai vị tỷ phú nổi tiếng. Dù vậy, thực tế cho thấy đó chưa phải là điều tệ nhất. Thoái vốn khỏi Alibaba, tình bạn giữa Masayoshi Son và Jack Ma chính thức kết thúc. Theo Financial Times, vào năm 2021, SoftBank đã bán ra lượng cổ phần Alibaba có giá trị tới 29 tỷ đô. Từ những tài liệu của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ SEC, Financial Times cho rằng SoftBank chỉ còn nắm giữ khoảng 3,8% cổ phần của Alibaba, thấp hơn rất nhiều so với mức 32% cổ phần mà tập đoàn của tỷ phú Masayoshi Son từng nắm giữ. Những rắc rối xung quanh phát ngôn của Jack Ma đã khiến đế chế của ông tại Trung Quốc điêu đứng sau những lần siết chặt giám sát từ chính quyền, khiến giá cổ phiếu Alibaba giảm 70%, kéo theo việc SoftBank phải bán phần lớn cổ phần nắm giữ với giá chỉ ngang bằng thời điểm Alibaba lần đầu giao dịch tại New York. Trong 14 tháng qua, SoftBank đã bán kỳ hạn 389 triệu cổ phiếu Alibaba với mức giá trung bình chỉ 92 đô la trên một cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức giá kỷ lục 317 đô một cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc. Theo dữ liệu của The Washington Service, lần gần nhất, SoftBank đã bán 46 triệu cổ phiếu Alibaba vào tháng 2 năm 2023 và thu về số tiền khoảng 4,5 tỷ đô. Trước đó, tập đoàn này đã bán 30 triệu cổ phiếu Alibaba vào tháng 12 năm 2022, thu về 2,7 tỷ đô. Theo SoftBank, các giao dịch bán cổ phiếu Alibaba phản ánh sự chuyển dịch của tập đoàn sang chế độ phòng thủ để ứng phó với môi trường kinh doanh bất ổn. Tập đoàn đầu tư Nhật Bản cho biết, họ đang củng cố sự ổn định tài chính của mình bằng cách tăng tính thanh khoản từ việc huy động tiền mặt. Họ cũng cho biết thông tin về việc bán cổ phiếu Alibaba sẽ được tiết lộ khi công bố kết quả kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 vào tháng 5 tới. Hoạt động thoái vốn tại Alibaba của SoftBank diễn ra vào thời điểm tập đoàn này đang ráo riết thúc đẩy thương vụ IPO Arm, công ty sản xuất chip có trụ sở tại Anh, nhằm tìm cách khôi phục danh tiếng sau hàng loạt khoản đầu tư thất bại. Theo nguồn tin của Financial Times, SoftBank đã đạt được thỏa thuận với sàn Nasdaq về việc niêm yết cổ phiếu của Arm. Masayoshi Son được cho là đã tiến hành tái cơ cấu Arm để giúp công ty này cải thiện lợi nhuận trước thêm IPO. Trong khi SoftBank nói rằng việc kiếm tiền từ cổ phiếu của Alibaba là để củng cố nguồn tài chính của họ, một số nhà đầu tư đã coi động thái này là một cách vùng vẫy trong tuyệt vọng để làm đẹp con số tài chính của tập đoàn. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán tập đoàn Nhật Bản sẽ có năm thứ hai liên tiếp thua lỗ nặng nề. SoftBank đã đưa tiền mặt thu được từ việc bán tháo Alibaba vào quỹ Vision 2, trả hết nợ và mua lại cổ phiếu. Tính đến tháng 12 năm 2022, SoftBank đã tích trữ đến 5.800 tỷ yên tiền mặt, tương đương 43 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán, dẫn đến tranh cãi nội bộ ngày càng tăng về đường lối đầu tư của ban lãnh đạo. SoftBank cho biết họ sẽ tiếp tục chọn lọc các khoản đầu tư của mình với lý do điều kiện thị trường không chắc chắn. Với động thái thoái vốn lần này, nhiều người tin rằng tình bạn giữa Masayoshi Son và Jack Ma sẽ chính thức kết thúc bởi hai người đã không còn quá nhiều liên quan tới nhau. Còn theo bạn thì sao? Hãy để lại comment bên dưới video nha! Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!